cô biết, thì cô cũng lướt trên Facebook á, cô thấy thì cô cũng là thành viên của Lotte Mart lâu rồi. Thì hôm nay cô đi để cô được cái quyền lợi của mình á, thì nghe nói là nhân năm. Thì lâu lâu cũng hay đi Lotte nhưng mà cũng không có đi thường xuyên. Thì ngày nghỉ thì sẽ đi. Một tuần bọn chị đi một lần nhưng mà không biết về cái ngày này. Giờ biết thì chắc là sẽ mua nhiều hơn để tích điểm. Hôm nay á, là chị ở quận 2, chị qua quận 7 lần đầu tiên để tham gia siêu thị Lotte, trải nghiệm coi mua sắm có cái gì. Thì được giới thiệu là hôm nay được đăng ký thành viên thì sẽ được những cái ưu đãi vào ngày chính hàng tháng, nhân cho 5 lần điểm thì rất là hạnh phúc. Trước đây thì cô không biết nhưng mà có người bạn giới thiệu là đi vô đây, hôm nay là chương trình khuyến mãi, nó có nhiều ưu đãi hơn, nó có dân điểm 5 lần, cho nên là cô đi vô đây để mà nó tiết kiệm nhiều hơn. Chị có biết, chị xem trên Facebook và chị thấy rằng là nó hấp dẫn và thú vị nên chị có ghé đến đây để trải nghiệm và mua sắm. À, anh có biết, thì mẹ anh với nhà anh cũng là thành viên của Lotte Mart lâu năm rồi á. Thì cũng có biết là hôm nay là có nhiều khuyến mãi với lại là được nhân 5 điểm tích lũy. Nên là hôm nay anh cũng có đến đây để mua đồ. Dạ, trước đó thì em cũng biết là có ngày thành viên của LD, nhân tiện ngày Chủ nhật cho nên là có rất nhiều chương trình khuyến mãi, em cũng có rủ bạn em đến để tham gia. Còn em thì trước đó em chưa biết, nhưng mà tại vì bạn có rủ em ngày Chủ nhật này đến ngày LD của Lotte Mart, thì nhân dịp này em cũng muốn tích điểm thành viên và được mua thêm nhiều các khuyến mãi của Lotte Mart ạ. À.